Em nha anh ơi. Em nha anh. Em gọi nó đi rồi. Vâng, nó đang đi rồi anh. Vâng. Anh đi ô tô đúng không? Vâng, vâng, vâng. Anh cứ đứng đây, nó đến rồi nó gọi em. Vâng, vâng, vâng. Nhà này quá đẹp rồi, còn hơn không có. Một người ba.
đừng chèn vào đi, đừng để họ giành chân đi. Cảm ơn đây. Cái cảm với cái chân quài đây đây đây. Cái cảm với cái chân quài cho xúc đây. Không biết.
anh Phú Dương đây. Em nghe anh ơi. À vâng. Đi xuống đi. Bạn đến đâu rồi? Sao biết nơi chưa? Bạn nhìn ở trên map đây, sao biết nơi chưa? Anh ấy đi ô tô ấy nhở? Nó nhìn trên map nó bảo sắp đến rồi anh ạ. Đi anh ba lô rồi nhé. Anh ấy đi ô tô, bạn có thấy cái xe ô tô nào đây không? Anh ấy đi xe con đấy. Hai ông bên này cũng mang đi xuống. Để tôi hỏi anh ấy xem. Bạn đến đấy rồi đúng không? Chạy thôi. Bài ơi. Trời tối cứ bụt thẳng của con đấy. Xe anh màu gì anh? Mà đều người lên. Xe màu trắng. Anh tôi đang đứng trước. Có khe là bụt. Xin coi đây. Tôi đang đứng trước cái cổng vi ăn cô ấy. Cái cổng gì không? Xin coi đây. Lâm ơi, lùi lại đi Lâm ơi, lùi lại đi. Con bóng cứ ra ở đấy, không có gì. Con bóng bắt vào đi xung quanh đấy, xem có nào đi xe máy nó đứng chờ. Phút. Để em bảo nó tìm rồi. Tìm ô tô rồi. Vâng. Hay lắm rồi. Phút. Đi về rồi. Bạn ơi,
À, anh ấy đi cái xe màu trắng ấy, biển 29D đậu ở bên phải. Các bạn hết biển trắng. Hết sạch biển trắng. 29D đậu ở bên phải. Xe màu trắng đậu ở bên phải ở đứng trước cái cổng ấy luôn đấy. Bấm luôn. Đi lên một đoạn nữa. Để tôi bảo anh ấy bật sinh an lên cho bạn nhìn nữa. Tôi gõ cửa bảo là lấy đồ cho Đức đấy. Không thấy à? Gõ cửa cũng không thấy à? Có thấy xe màu trắng không? Bạn đọc lại biến thế nào? 1038 hoặc ok. Khó nào, không coi. Xe anh 10388 à? Thế anh đứng một chỗ đi, anh xin an đi để nó nhìn nó dễ. Vâng, anh đứng một chỗ anh xin an đi. Vâng. Bạn ơi, bạn đi lên một đoạn nữa. Có con 29D xe màu trắng đang đứng đổ bên phải, đang xin an. Vẫn cứ đi thẳng một đoạn nữa, đừng có quay đầu nha. Cứ đi thẳng từ công nhân, cứ đi thẳng. Quang lên tay rồi. Lên tay ơi. Quang ơi. Cứ cầm máy đi, đến nơi rồi. Biển xe 29D xe màu trắng đang xin an, đang đứng chỗ đổ bên phải. Đúng rồi. Vâng. Hỏi chỗ được không? Để ý bên phải ấy, đổ bên phải mà. Nhìn có xe con đang nhấp nháy xe an. Bà xe an nháy bên phải mà. Chú đấy có mưa bạn. Tay ơi. Thôi. Số 8 vàng. Cứ đi thẳng thôi bạn. Bỏ xin. Kêu đội mình là thay người sang bên này nhá. Các bạn, tôi vừa mới gửi biển số đây. Tôi vừa mới gửi biển số ấy. Các bạn đã biết.
Nó đang đâm thẳng lên tìm anh ơi. Em đang gọi cho nó mà. Anh ở đấy không có địa chỉ à? Đối diện cổng. Đối diện cái sân Đức Thượng hay anh? À vâng, để mẹ rồi. Vâng. Đương nhiên. Đối diện cái xăng Đức Thượng ấy, bạn biết cái xăng Đức Thượng không? Đối diện cái xăng Đức Thượng. Đúng rồi, đã rộng quá, đã rộng quá. Biến số đấy tôi gửi đây, bạn thấy không? Tâm hết trái, hết trái. Điều cao lên. Bấm, nhắc tay, bạn thấy không? Đối diện cái xăng Đức Thượng mà. Bạn có thấy bên kia đường có cái xe thấy không? Anh cảm chưa, nó thấy xe anh ở đây. Anh thấy gì? Mẹ ra. À, nó tên là Bình. Anh em đá đơn giản đi, có người qua mời tôi cáo an với bác sĩ. Nhiều lên, nó ít chạm thôi.
Con gái, con gái. Đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái ơi,
Hiền ơi!
Chơi đi, cho quả luôn không?
rồi, chơi. Mẹ nói nhiều giờ cụ thể. Nói nhiều mẹ. Mẹ có một mình một đêm, mình một đá. Mẹ xin lỗi chị Sô lên. Ông sao đâu, sao đâu, đặt đi. Đúng bên này, sao không đánh nào đi, đặt ơi. Đặt đây, anh em cứ chơi đi. Đặt đây, đặt vào cái ảnh. Rồi, rồi, rồi. Chú mẹ thấy người mẹ cũng chửi tao à? Chửi đéo chửi lắm đấy. Chửi đéo. Có bóng gái không chị ơi? Tài ơi, anh người
Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy xe giữ bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.